chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Xuân Điền. Hiện tại là 1:30 sáng và đang chuẩn bị cho mẹ thứ hai các bạn. Các thuyền viên đang vá những lỗ lưới nó bị rách đó. Giờ thuyền trưởng đang chạy đến ghé trong đèn để cho chạy mắc luôn các bạn ạ. Giờ 8 lý. Đường chạy là không tiếng châu cho các bạn, hết gai hết số. Bây giờ đánh do các bạn ạ. Thứ hai các bạn ơi, bây giờ là 3 giờ rồi. Nay là bùa gió không cần bè, bùa cá ngủ á. Cá giò cho nên không cần bè, còn cá ngủ á. Giờ cá nó sẽ nằm ngủ, thuyền mình sẽ đánh lưới.
này ra lưới nhiều lắm các bạn ạ, ra pháo nhiều quá vì đuổi cá. Đây, bây giờ về bắt buông là cái đèn chớp kia. Bắt lên thì ghe lui chuẩn bị đến. Như vậy là xong công việc của Galui, bây giờ dắt lại thôi anh em. Đâu này tươi ơi, thiếu lưới một ngàn hai mét mà cá nó nằm ngoài rồi, cá nó đi nhăn quá. Bạn cá bé thì nó còn dễ hơn, bắt cá mù này nó chạy rất là khó. Chứ qua đây là ngay hai mẹ ba mẹ bình thường mà, mai lau ngủ sớm nữa nhá. Ghe sao đi kéo dưới bố vậy? Thì đó kiểu đó, ông kiểu gì hà ấy anh à. Kiểu gì đây là anh trai của Trần Mai à? Không, đây cái gì là tình địch của ông Trần Mai á. Đấu thủ của ông Trần Mai á. Ông Quỳnh Đậu á. Đang tơi lên các bạn, tơi khoảng 30 phút là lên. Cả năm ngoài luôn. Nào. Ông này là tin đi. Anh em đang tươi các bạn, cả nó vẫn nằm ngoài này. Hấp dẫn quá. Thành cái do này rất là hấp dẫn. Trong này thuyền trưởng xem từng mm. Bây giờ cả nó nằm đây này, đi thẳng cái đường pháo này ngoài kia, câu sao cho nó đầy vào lưới, nó vào tên lưới một chút là được. Giờ nó nằm ngang pháo luôn, cả đi xấu lắm. Đang theo dõi cả các bạn, chỉnh từng ly từng mét đó, cả nó nằm cục tiến ổ vuông kia đó. Đặt cái do này hấp dẫn, đòi hỏi kinh nghiệm nó phải cáo, còn đặt cá bè thì nó sẽ cá nó đi ở gần bè.
giờ đang chín, đang theo dõi cá. Đỏ kia các bạn ạ, cục bên góc mà. Nhưng mà không biết nó nằm trong lưới hay ngoài lưới. Hấp dẫn quá. Bà cầu đồ cho cá nó vào lưới các bạn. Anh em có tin tức vui mừng. Cho nên là máy máy đo nước và là máy dò đường luôn. Cá đang vào đấy. 85 mét. Cá đi sâu quá. Bây giờ vô bỏ nè. Thêm mình 150 mét, độ sâu là 80 mét. Gần sóng rồi các bạn ơi, gần Liên Chi rồi. Anh em cố lên, ngày mai ăn lề rồi. Lề gì? Lề mai tháng 9. Mai mai làm gọi. Bây giờ biết đâu nữa, thu mua là vô đâu mà biết. Chiều vậy, trưa chứ sao ra kịp được. Tìm nhà không lửa quá này nào. Nam lửa bấy áp phố đâu biết mùi vậy rồi vậy. Ồ, lâu như vậy. Rồi, như vậy là chị đã lên mặt nước rồi các bạn ơi. Chuẩn bị lẩu dây để cào lên thuyền. Sao tươi vào.
pháo còn xa quá, tầm khoảng 20 mét. Chỉ lên rồi mà pháo vẫn chưa vào các bạn ạ, còn 20 sải nữa. 5 con xa ngoài thì nặng quá. Đang cào pháo vào từ từ từ, nó rất là nặng. Đây là một 20 dây, một mũi dây pháo và một mũi dây biến, biến pháo. Đang bắt vào để tơi lên, tơi biến lên. Chưa, con xoắn. Đặn cá ngủ quá các bạn, cho nên lên chi rồi, lên biến rồi nhưng mà vẫn chưa lên điện được nha. Cá ngủ này đặn hấp dẫn quá. Tất cả đều tùy thủy à. Một màn đêm bóng tối. Nào lưới lên thuyền đã, lưới lên thuyền pháo vào đã, nó bắt đầu lên điện được. Giờ chưa vào được không? Còn khoảng 15 mét nữa, còn xa. Đã cào từng milimet một, nắng quá. Dài. Tôi pháo vào xả được các bạn, pháo vào này. Bây giờ cào biến lên. Lên đi. Ôi, lên điên. Pháo vào rồi các bạn ơi. Này pháo cắt khoảng 40-50 mét. Ra lưới nhiều quá. Như kéo pháo vào được rồi. Biến cũng là lên rồi này. Rồi lên điên thôi. Cả nó sẽ nằm trong này rồi. Nếu mà cả nục cái gái đỏ là nó sẽ nổi, nó sẽ nổi ít con, khi nào lên điện nó sẽ nổi. Còn cá bóng thì nó chưa nổi các bạn ạ, cá bóng thì nó khoảng tầm kéo khoảng 4-5 tiệp là nó mới nổi. Ăn rất săn ấy. Vào xem cá đi. Cá bóng nó ngại cá gì anh? Cái nhỏ nó lọt ra thôi. Cái này nó nằm đây này. Bây giờ nó nổi lên rồi. 40 mét. Cái này cả lớn chứ, cả nhỏ thì nó lọt rồi. Này nằm 80 mét, bây giờ còn 40 mét. Tham gia rô này. Bây giờ là 4 giờ rồi. Chuẩn bị lên chi. Mười tấn anh em ơi. Mười tấn. Giờ cào chì lên. Này là cào lên trên mặt nước. Bây giờ đưa lên trên thuyền.
cầm ra nó cho trả luôn nữa. Nặng quá, nặng quá. Một cái phen này là 20 cân là nhẹ nhất, còn cái nặng là 25 cân, tổng cộng là có 168 cái, chưa kể chi nhỏ ba làng nữa. Rồi như vậy là đã lên rồi mọi người. Giờ lầu lại để chuẩn bị hạ xuống. Đây, mình nghe Lui sẽ qua một người này. Đây là con của chúng người. Khá rầm luôn á, khiếp. Bây giờ tháo biển để chuẩn bị kéo lưới. Đầu kia là có 4 người vào chi, đưa chi tất cả các phén vào phén, đưa chi vào phén. Rất là nặng nên phải cần một người tơi sau này. Giờ là 5 giờ rồi. Rồi xong làm việc thôi các bạn ơi. Tắt máy để xuống cào pháo. Giờ kéo khoảng 1 tiếng rưỡi các bạn, 1 tiếng rưỡi là sẽ xong lưới, chậm lắm thì khoảng 2 tiếng. Năm giờ kém 10, giờ đang đi buộc pháo lại tổ thứ hai các bạn. Anh em kéo được nửa lại thôi. Cá này xuống cua không à? Bằng cổ tay gọi là cá đỏ đuối, điểm quấn mò điểm. Cần gì? Cái này tơi lên sắp pháo các bạn ạ.
bây giờ bọc cá rồi, lấy con dài mà nó bọc một khúc rồi, cá đỏ này, cá đỏ đuối, nó nổi lên một cục luôn, bây giờ là xử lý hơi lâu ạ. Giờ kéo hơi lâu phải có một người nhảy xuống như này mới gỡ ra này, kéo cái lươn ra. Này hai lươn nó sấp lại hai lươn pháo cho nên nó bọc. Trời sáng rồi. Giờ mình sẽ tốp phao lại các bạn để cho anh em xử lý cục cá này đã. Cá này hơi to ạ. Tầm tấn ạ. Vô nó rấp á. Để về vô nó rấp chứ. Nó kéo thong lươn cái này đã nè. Đó đuôi. Nó bơi các bạn này, còn một số bơi nó sống á. Mình phán lưới ra để cho nó rong, cho nó bơi ra ngoài kia đờ. Cá này là chết đưa lên thuyền hơi ướt. Nó bơi ra ngoài kia để tí nó thu mua đến lên đây là sục đẹp. Bây giờ không có đá, thuyền này đi không có đá nha. Thuyền này không bơi đá các bạn, chỉ có đá uống nước thôi. Bơi đá đồ ăn chứ không có đá để mồi cá. Phanh cái lưới đâu kia cho nó ra chứ. Người đã. Bọc một cục bên này này, rất là to. Giờ cần kéo bên này cho nó ra, bơi vòng bên kia nó ra ngoài đầy. Gửi cục này hơi lâu ấy. Lâu được các bạn ạ. Trời sáng này mình cầm GoPro mình nhảy xuống mình lặn. Giờ ghé này kéo nhanh lắm. Kéo tầm tiếng thì rưỡi là sóng. Bây giờ mới 5 giờ 10 phút. Bỏ cả cục luôn. Có những con cá nó xoay mối phải bắt buộc phải gỡ trực tiếp luôn. Thôi là nó rắt lưới.
nhiều. Mở dây ra luôn. Đây làm ra. Còn một bọc này. Mới vừa được bọc cá nổi, con cá chim ở dưới các bạn. Dưới sấu ở đó chụp. Dưới kia là cá sấu nha. Còn ngoài này là nếu mà ai tin mắt á là thấy dám cá nó đang bới đấy. Toàn cá đỏ không à? Giờ vẫn con gừ các bạn ạ. Mà mặc vào xe mối khó chơi quá. Hơi lâu một chút nhưng mà không sao. Cái bầy cá sống nó đang nằm dưới kia kìa. Tại đang dưới tơi các bạn ơi. Nhiệm vụ của mình là tơi phao. Giờ nó đang mắc á, cho nên có thời gian rảnh thì quay. Không thì thích quay thì kiểu người khác ra tơi phao mình quay. Mà nó bọc còn nhiều quá. Toàn cá xoay mối không à? Cố lên thân đai ơi. Cố, còn quay còn đổ nữa. Mấy con đâu thấy cắn này nhỉ? Cục này lên này bọc nhiều quá. Đúng rồi.
Cầu hết sức rồi. Mà vỡ nghĩ mới thôi. Lăn cả bán đi, nhảy xuống lăn.
Kẹp vào xúc cả các bạn ơi, tầm khoảng 2 tấn thôi, nó ra hết thế sao ạ? Nhanh lắm, giờ bên kia bọc đá lên. Nhảy pháo đấy, nhảy pháo đấy, quá đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
qua bên kia lấy rửa tắm nước. MSC
chúng tôi đang xúc cá các bạn ạ. Đây có con MSC Scotland. Con này còn nước nào ta? MSC Scotland 3. Con này của lá cờ nhỉ. Bò vàng luôn. Đẹp quá. Con này có vệ tinh này, radar 128 lý, 3 radar luôn. Này đang chạy qua Trung Quốc. Đó là cái đó. 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 Đó là cái đó.
không nó cay đâu. Dừa nó xuống nó chậm vô dừa. Đừng chậm đó. Nó có khóc á, có khóc á. Quá xuống là con chầm quá, nước không một nước từ từ nó đá nó chặn sao chứ, để rồi nó nấu lại là nó đầy miệng ham á, ham đâu, nó rút rồi nó rút rồi, đây em qua đây, đồng nghiên qua đây đi, đi qua đây đi, đủ giờ đủ đó chưa, còn chặt này nó không, à, hết rồi, đây là đủ rồi. Đâu nước vô. Đâu nước kìa con. Có đầy đủ phúc rồi. Quá.
Ở đó đây đạp nước rồi cái đó là cho nó tì cái nước đó hả? Đồ như vậy là xong cả bạn ơi. Anh em mở dây kéo lưới về lại thuyền cũ thôi. Dây nóc này bây giờ thuyền trưởng sẽ cháy đôi các bạn ơi để tối làm lưới với điểm. Mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe. Hẹn gặp các bạn video sau. Bye bye. Hôm nay quản hai mẹ đầu tiên thì được 2,5 tấn cá bóng, khoảng hơn 5 triệu. Mẹ thứ hai thì được 2 tấn cá đỏ đuôi, lục đỏ đuôi. Cũng giống là hôm nay được 4 tấn các bạn ạ. Mẹ đầu tiên thì hơn 100, mẹ thứ hai thì cá này mình dệt giá. Nếu mà cá 40 thì 80 triệu, cá 30 thì 60 triệu, cá 50 thì 100. Nhưng toàn cá to cá đẹp không à. Giờ anh em tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị ăn cơm. Bếp nướng cá hắc xi mãi luôn. Cá nướng thấy cháy. Con lấy con nó nấu con á, để số mà đợi con.